Chào các bạn, hôm nay mình giới thiệu cái nhà của mình ở bên Bình Tân. Thì nhà năm 20 nó cũng hơi khá là nhỏ. Trước thì mình có trồng một cái cây sứ như thế này, cao tầm khoảng chừng là 7 thước, nhìn nó cũng che bóng mát cho cái sân trước nhà mình. Và mình có trồng thêm vài cái cây trúc và cái cây trăng leo. Trước thì mình có để thêm hai cây mai nhỏ nhỏ bé bé xinh xinh để hai bên. Tết thì nó nở bông nhìn cũng khá là đẹp và cũng dễ chăm sóc nữa. Đồng thời mình có trồng thêm một cái cây kim quýt. Cây này á, cái trái nó giúp cho trẻ nó đỡ bị ho. Phía bên trong thì mình trồng đơn giản thôi, chỉ có vài bông mười giờ và những cái cây kiểu cho thiếu ánh sáng á, như là cái cây tổ rồng hay là cây dương sĩ. Bên phải bên kia thì hồi nãy mình có nói là mình trồng một cái cây kim quýt và mình có treo một cái chậu lan nho nhỏ. Thì cái chậu lan á, thì nó có bông màu tím tím như thế này nè, nhìn thấy cũng đẹp, cũng đơn giản nhưng mà nhìn nó rất là thoải mái người á. Khi mình về nhà mình nhìn lên cái chậu lan mình cảm giác rất là thoải mái, kiểu nó có bông rồi lá rồi xum xuê này nọ. Vô cửa nhà mình á, thì nó có một cái khoảng không để xe, mình để những xe gắn máy nho nhỏ như vậy. Có chậu cây kim tiền. Sofa thì mình thích dạng sofa bằng vải, mặc dù thì nó không thích hợp bên ở nhà mình cho lắm. Lý do đó là khi mà ngồi thì đôi khi nó bị dơ á, nhưng mà mình lại thích nó. Cái cầu thang thì mình dưới cầu thang mình đặt một cái tivi nhỏ và một cái cây, nhìn nó cũng gọn mà không có chiếm nhiều diện tích lắm. Ở bên đây là cái giếng trời, thì dưới giếng trời mình đặt một cái cây phát tài núi và mình cho những cái dây leo á, dạng cây trầu bà, nó thả xuống nhìn nó cũng đẹp. Giếng trời thì chủ yếu để cho nó thông thoáng, những cái khí nóng ở phía bên dưới nó bay lên phía bên trên và nó làm cho nhà mình cảm giác nó thoáng hơn. Ở phía sau thì mình có một cái bếp, có bàn ăn nè và có cái bếp. Bếp nó hơi bừa bộn một tí xíu. Và cái sân sau thì tầm một thước ba. Thì sân sau thì mình tận dụng sân sau để mình làm trồng một vài cây nho nhỏ như là cây trầu bà, tổ rồng, cây lan, rồi cây cỏ nhện. Sân sau thì đơn giản thôi, mình để rửa tay này nọ. Thì từ ở trên phía trên lầu 1 mình nhìn xuống thì cái khoảng không nó phía trước như vậy. Ở với bên là phòng khách thì nó có sofa, nó có cây và cái giếng trời. Thì nhìn không gian nó cũng thoáng và rộng. Phía trên thì mình có ngay chỗ cầu thang cũng là một giếng trời. Đây là giếng trời chính của nhà của mình. Mình thích những cái vài bông hoa cho nên mình kêu nhờ người ta cắt CNC thành bông hoa. Ngay phía bên dưới thì mình trồng những cây trầu bà và trầu ong cho nó rủ lá xuống. Thì nhìn không gian này nó rất là mát và xanh. Thì đây là phòng của mình, cũng đơn giản lắm. Mình cũng thích trồng cây cho mình trồng vài cây trầu bà lá xẻ. Rồi cây vài cây nhỏ khác. Đây là góc làm việc của mình, cũng nhỏ nhỏ. Mình kiểu muốn tận hưởng thiên nhiên level max á, cho nên là mình trồng thêm những cây trúc ở phía bên ngoài cái phòng của mình, để mỗi sáng mình nhìn ra ngoài mình thấy những cái cây nó xanh. Mình có cũng tận dụng không gian nhỏ nên mình trồng ba cái cây hồng. Bông nó cũng khá là thơm. Nhìn xa ra phía bên ngoài xíu là cái cây sứ. Thì cây sứ này mình mới trồng thôi, nó cũng to. Đây là không gian tầng 3. Thì những cây trầu bà mà nó thòng xuống như nãy mình và các bạn thấy là từ cái cây này. Nó thòng xuống đến tận dưới tầng trệt. Ở đây là không gian thờ cúng. Thì cũng đơn giản, chỉ có tủ sách rồi bàn dài theo như phong cách của một số người miền Nam. Thì trên bàn mình có trưng một cái cây bông lan nho nhỏ. Mấy cái bông lan này nó rẻ lắm các bạn, có 40 ngàn à.
Ở phía trước thì mình có trồng cái cây trang leo hay còn gọi là cây sở quân tử. Nó sẽ che bóng mát cho cái khu vực bằng phòng thờ của mình, phòng thờ ở nhà mình. Rồi ở phía bên tay phải thì nó có thêm, mình cũng trồng thêm những cây trúc. Đây là không gian tầng thượng. Thì tầng thượng thì nó giống như cái nhà kho vậy đó, mình chứa những đồ vật dụng nhỏ nhỏ. Thì mình tận dụng những cái hộp á, mình bỏ đồ vô. Thường thượng sân trước á, thì mình trồng trúc, có cái xích đu, thì mình trồng cây sen, và đồng thời mình cũng có kết hợp trồng những vài cái cây bông súng nhỏ nhỏ. Thì súng thì mình thích màu tím, màu trắng, và ngoài ra mình cũng có trồng thêm cái cây súng vàng nữa. Phía trước thì mình trồng những cây bông giấy, bông giấy thái, cây phát tài, những cây lài hai bên. Lài thì nở về đêm thì rất là thơm. Còn đây là cái không gian sân sau nhà của mình. Thì mình trồng cũng gọn lắm, có tầm khoảng chừng là có 5-6 chậu gì đó thôi. Thì mình có nuôi hai cái con chó nè, hai con này nó quậy lắm, nó cứ mến mình. Thì ở trên thì mình tận dụng mình trồng những cây gừng, rồi mình có gieo những cái hạt rau muống. Thì bây giờ nó lên chắc tầm khoảng chừng một tấc gang tay. Rồi mình có trồng cây nho thân gỗ, rồi cây lá chuốt nó cũng thơm lắm, nấu trong món cà ri. Cây chanh giấy, thì cái cây chanh này thì nó lá nó cũng rất là thơm. Ở trên thì mình có trồng tận dụng trồng mấy cây sả cho mấy cái chậu á. Rồi ở dưới thì mình trồng vài cây nhỏ nhỏ khác. Mình có trồng cây trầu, cây tắc và cái cây táo. Thì đây là chi tiết của cây táo. Dưới cây táo mình có trồng thêm những bông hoa 10 giờ. Hôm bữa mình tỉa nó hết luôn để cho nó ra cái nhánh mới, bởi vì mình sang chậu mới á. Còn đây là cái cây tắc, thấy vậy chứ trái quá trời trái, thì ra xum xê lắm. Mình cứ cắt nó xong sau đó mình ngâm với nước á, mình uống, hoặc là mình pha với mật ong uống cũng ngon lắm. Hoa đây là hoa nó màu trắng, nó cứ ra hoa hoài à. Tiếp theo là cây nho thân gỗ. Cây này nó có trái quanh năm, trái nó mọc trực tiếp từ trên thân á, ăn nó có vị ngọt ngọt chua chua cũng lạ lắm. Mình cũng thích trồng gừng, mình để trong hai cái chậu gừng. Gừng nó dễ lên các bạn, chỉ cần để lắp đất lên sơ sơ thôi là nó lên cây à. Thì ở dưới nó rất là nhiều củ. Còn đây là cái cây rau muống hạt. Thì mình trồng cũng chủ yếu là, thật ra thì ăn bao nhiêu rau muống để mình cắt vô xào lên thì chắc cũng được dĩa. Nhưng mà ăn thì chủ yếu là ít thôi, thích trồng vậy thôi. Còn đây là hai cái con chó của mình, ngoài ghê gớm. Cảm ơn các bạn nha.